Xin chào các bạn, mình đang có mặt tại Ngọc Thành Mobile và trên tay mình đang là chiếc Xperia Solar, một chiếc điện thoại Android có màn hình 3.7 inch. Nó có cái cùng cấu hình với con Xperia U nhưng mà giá nó mắc hơn khoảng 1 triệu đồng. Mình nghĩ là do cái con Solar này có cái công nghệ là Floating Touch, nghĩa là có thể cảm ứng mà không cần phải chạm ngón tay vào màn hình. Chiếc máy này được nhập về từ Campuchia và có thể mặt sau nó có ghi một số cấu hình giống như là quay phim HD 720p, CPU 2x1GB và có cái công nghệ NFC. Và giống như con Xperia S thì con Solar này cũng được bán chung với hai cái thẻ NFC mà Sony gọi là SmartTag. Máy có một cái hộp rất là nhỏ gọn, bên trong ta có một chiếc máy, bên trong ta có thêm một cái đầu sạc 3 chấu, một sợi cáp micro USB và một tai nghe màu trắng. Máy mình cầm ở đây là máy màu trắng, bạn có thể thấy cái viền màu trắng dưới đây nó hơi ngà ngà chứ không có trắng tinh mặt sau. Máy khá là nhỏ gọn, cái màn hình của nó là 3.7 inch và bạn để ý thì sẽ thấy cái màn hình nó nhô lên một phần chứ không có bằng phẳng so với cái đế dưới đây. Mặt trước, phía trước nó có một cái camera phụ, cái cảm biến ánh sáng, dưới là ba cái phím cảm ứng của Android. Bên cạnh phải nó có một cổng micro USB ở đây, hai phím tăng giảm âm lượng và một cái phím chụp hình. Cạnh dưới thì chỉ có lỗ mic. Bên cạnh trái thì có phím nguồn nằm ở đây chứ không phải là nằm trên cạnh trên như một số máy khác. Và đây là cái cổng mic, cổng âm thanh 3.5. Mặt sau là camera 5 megapixel, đèn flash, có cái micro chống ồn và đây là cái logo NFC, bạn có thể gỡ cái này ra nếu thích. Đây nó còn có một cái lăng ngoài của nó. Định thì Xperia Solar đang cài sẵn cái Android 2.3.5 và nó chạy cái CPU 1GB 2 nhân, RAM 512MB và bộ nhớ trong là 8GB. Cầm máy khá là nhẹ, nó chỉ nhỉnh hơn khoảng 100g và cầm rất là vừa trong lòng bàn tay như thế này. Rồi, máy đã khởi động xong. Bây giờ mình sẽ trình diễn thử cái chức năng mà Sony gọi là Floating Touch, có nghĩa là bạn có thể cảm ứng mà không cần phải chạm vào màn hình. Thì đây mình sẽ dùng ngón tay mình hơi chạm để phía trên màn hình thì bạn có thể thấy là cái màn hình nó biến đổi theo cái ngón tay của mình đó, mình không có thật sự chạm vào màn hình đó. Thì cái công nghệ cảm ứng này thì mình chỉ thấy nó mới sử dụng được trong cái trình duyệt web mà thôi. Ví dụ bây giờ mình sẽ vào trình duyệt. Khi bạn lần đầu tiên mua máy và mở máy lên thì nó sẽ hỏi bạn là có muốn kích hoạt cái Floating Touch hay không. Bạn kích hoạt nó thì để sử dụng thì bạn chỉ việc để tay trên màn hình với khoảng cách là khoảng 2 cm. 2 cm thì nó sẽ cảm ứng được cái vị trí của ngón tay. Nhưng mà bạn không thể dùng cái này để mà vuốt lên được, bạn vuốt thì vẫn phải chạm vào màn hình. Nhưng mà cái việc mà bạn mình có thể sử dụng ở đây đó là khi để tay lên đây thì đó, các bạn có thể thấy là nó cảm ứng được cái vị trí của mình. Mình có thể rơi lên rơi xuống và nó biết được cái vị trí của ngón tay mà mình vẫn không hề chạm vào màn hình. Bạn chỉ có thể rơi như vậy thôi, và muốn nhấn thì bạn vẫn phải nhấn vào màn hình đó. Nhưng mà và cái việc cuộn thì vẫn không thể được, chỉ có thể di chuyển giống như là di chuyển con chó mà thôi. Rồi, đó là về cái công nghệ Floating Touch. Máy chạy cũng khá là mượt với cái giao diện mặc định rất là quen thuộc của Sony. Máy đang chạy là 2.3.7. Xin cảm ơn các bạn.